Công đoàn ngành giáo dục tỉnh phối hợp với công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nhà Hảo Tâm vừa tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới. 130 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng đã được trao cho các em học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Yên Khánh. Đây là hoạt động ý nghĩa được Công đoàn ngành giáo dục phối hợp thực hiện nhằm động viên, khích lệ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm tới trường, góp phần tạo động lực để các em phấn đấu trong học tập và rèn luyện.